Quý khán thính giả thân mến, trong phiên họp khoáng đại lần thứ 12 của Đại hội Thường hội đồng, thì Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng tường trình viên của Thường hội đồng Giám mục, khuyến khích các thành viên của Đại hội hãy làm mới lại cam kết với công việc của họ trước khi trình bày module B3, tức là cái phân đoạn làm việc với tên gọi Sự tham gia, trách nhiệm và thẩm quyền, những quy định, cơ cấu và thể chế nào cần thiết trong một giáo hội hiệp hành truyền giáo. Đức Hồng Y Hollerich cũng giải thích rằng sau khi kết thúc kỳ họp, các tham dự viên sẽ được yêu cầu trở lại giáo hội của họ với thành quả công việc của họ và đồng hành với các tiến trình địa phương vốn sẽ cung cấp cho đại hội, cho chúng ta những yếu tố để kết thúc việc phân định của Thường hội đồng vào năm tới, năm 2024. Đức Hồng Y Hollerich cũng lưu ý rằng là Thường hội đồng này sẽ được đánh giá dựa trên những thay đổi có thể nhận thấy được từ nó. Ông nói rằng mọi người đặc biệt quan tâm đến những thay đổi nhỏ nhưng nhạy cảm đối với các vấn đề mà chúng ta đang chuẩn bị giải quyết trong module này. Những điều này bao gồm, thứ nhất là canh tân việc phục vụ của thẩm quyền, tiếp đến là thực hành phân định chung, rồi câu hỏi về cơ cấu và thể chế nào phù hợp hơn với một giáo hội hiệp hành, rồi các hội thánh địa phương có thể làm việc cùng nhau như thế nào và vai trò của chính thường hội đồng trong một giáo hội mang tính hiệp hành. Và theo Đức Hồng Y Hollerich, đây là những vấn đề tế nhị, đòi hỏi sự phân định cẩn thận bởi vì chúng chạm đến đời sống cụ thể của giáo hội, cũng như chạm đến tính năng động phát triển của truyền thống. Một sự phân định sai lầm có thể cắt đứt hoặc làm tê liệt truyền thống. Và Ngài mời gọi những người tham gia kêu gọi các chuyên gia thần học và giáo luật có mặt tại Đại hội Thường hội đồng để có thể hỗ trợ họ trong việc thảo luận tốt hơn. Và tại cuộc họp báo ngắn vào hôm thứ Tư tại phòng báo chí Tòa Thánh, thì tiến sĩ Ruffini cập nhật thông tin cho các phóng viên. Theo đó thì khi kết thúc công việc của kỳ đại hội này, Thường hội đồng sẽ soạn thảo một lá thư nhé, gửi đến toàn thể dân Chúa. Ủy ban về tài liệu tổng hợp đã nghĩ đến một văn bản để có thể nói thông truyền với càng nhiều người càng tốt, và đặc biệt là những người chưa được tiếp cận hoặc chưa tham gia vào tiến trình Thường hội đồng. Ông Ruffini cho biết thêm, ban tổng thư ký Thường hội đồng với sự đồng ý của Đức Thánh Cha đã đệ trình đề xuất này trong một cuộc bỏ phiếu và được đa số lớn chấp nhận. Là trong đó, trong số 346 cử tri thì có đến 335 người ủng hộ và 11 người phản đối. Có thể nói là đây sẽ là một văn bản chuyển tiếp thôi, dựa trên kinh nghiệm của Đại hội Thường hội đồng lần này. Trong đó sẽ có những điểm có sự đồng thuận và cả những điểm chưa có sự đồng thuận, cũng như là những câu hỏi mở cần được nghiên cứu sâu sắc từ góc nhìn giáo luật, thần học và mục vụ, và cũng phải được dân Chúa xác nhận. Về hình thức thì tài liệu này sẽ có một phong cách đơn giản, như lúc nãy tôi nói là một lá thư, không phải là một tài liệu cuối cùng, cũng không phải là một tài liệu làm việc của khóa họp. Và đặc biệt là thành phần khách mời trong cuộc họp báo lần này có sự hiện diện của bạn Wyatt, 19 tuổi thôi, sinh viên Đại học Wyoming ở Laramie. Bạn tham gia với tư cách là nhà truyền giáo trong chương trình thanh niên công giáo Totus Tuus và là giáo lý viên tại giáo phận Cheyenne ở quê hương của bạn. Bạn đã bày tỏ sự nhiệt tình về trải nghiệm của mình tại Thượng hội đồng với các thành viên khác của tổ truyền thông. Đức Tổng giám mục Stankevich đến từ Latvia cũng chia sẻ thế này: có những cảm giác mơ hồ. Một số người khi từng nghe về các con đường đồng nghị ở Đức thì đã có thái độ bác bỏ thường hội đồng. Rồi những người khác nghĩ đến điều gì đó mang tính hình thức thôi, nhưng sau đó mọi người lại bắt tay vào công việc. Dần dần thì nổi lên nhu cầu lắng nghe mọi người, không chỉ là người công giáo mà cả các Kitô hữu khác, đại diện của các tôn giáo khác, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và thậm chí cả những người không có đức tin. Và rồi cố gắng nhận ra những gì Chúa Thánh Thần muốn nói với giáo hội ngày nay và đánh thức ý thức đồng trách nhiệm đối với sứ mệnh truyền giáo của giáo hội, nơi mỗi người đã được rửa tội. Đó là chứng từ từ một vị khách mời của cuộc họp báo. Vị giám mục cũng nói tiếp: và ở đây có một thách thức lớn. Trước hết là việc đào tạo các giám mục, linh mục, bởi vì nhiệm vụ chính của họ là nhìn vào các tín hữu và nhận ra những hồng ân đặc sủng của các tín hữu. Đức giám mục David đến từ Philippines thì lại nhấn mạnh rằng thường hội đồng này có thể nói là đã tập trung chính xác đến sự bình đẳng về phẩm giá. Ngài nói không thành vấn đề nếu một người là hồng y, tổng giám mục hay bất cứ ai, bởi vì về cơ bản chúng ta là một cộng đồng gồm các môn đệ bình đẳng trong lễ rửa tội. Liên quan đến những thách thức mà giáo hội Philippines phải đối mặt, với một nhà báo hỏi ngài những ưu tiên là gì, vị giám mục nhận xét về sự cần thiết phải đồng hành với những người sống ở nước ngoài để họ trở thành những nhà truyền giáo tình cờ bằng cách chứng tỏ đức tin của họ ở các quốc gia nơi họ làm việc. Và chúng ta nhớ là Đức Thánh Cha Francisco cũng có nói đùa rằng là những nhà truyền giáo, những người di dân, họ là những người buôn lậu đức tin, nghĩa là họ lan truyền đức tin nhưng mà không phải là có cái bằng cấp hay gì cả. Trước câu hỏi của các nhà báo về quan điểm của giáo hội đối với những người trong cộng đồng LGBTQIA+,
hoặc những người có mối quan hệ đồng giới. Đức Hồng Y Steiner trả lời rằng chủ đề này đã được đưa ra trong các suy tư và cả tại thời điểm các nhóm trình bày trong nhóm nhỏ, nhưng kỳ họp này của Thượng Hội đồng không dẫn đến kết luận. Đức Tổng giám mục Stankevich cũng nhắc lại lời mời của Đức Thánh Cha Francisco tại Lisbon: hãy chào đón todos, tất cả mọi người, và nói thêm rằng những người đồng tính cũng nên được chào đón với tình yêu thương, không phán xét. Phẩm giá con người của họ phải được chào đón và tôn trọng, như sách giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy, không phân biệt đối xử một cách bất công, chỉ ra rằng là các cặp đồng tính luyến ái được mời gọi sống khiết tịnh, vì bất kỳ mối quan hệ tình dục nào ngoài hôn nhân, không chỉ riêng mối quan hệ đồng tính, đều là tội lỗi. Và do đó, chúc phúc cho những cặp vợ chồng không chấp nhận nguyên tắc này cũng là một vấn đề, vì nó có nghĩa là chúc phúc khi sống trong tội. Về phần mình thì Đức Giám mục David nói rằng có một xu hướng mạnh mẽ là gán nhãn cho mọi người về giới tính, về tính dục, về những liên kết chính trị hoặc tôn giáo. Nhưng Chúa Giê-xu đã coi mỗi người chỉ với một danh tính thôi, đó là như con cái của Thiên Chúa. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán thính giả đã đồng hành với Vatican News tiếng Việt trong các nỗ lực đồng hành cùng Thượng Hội đồng và đưa tin tức. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin hiệp hành cũng như những tin nhắn Thượng Hội đồng lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.